Lời đầu tiên cho em gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh DAC Hà Nội Audio có địa chỉ tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Một kênh chuyên giới thiệu và test các sản phẩm giải mã như CD giải mã, đầu MD giải mã và tất cả các đầu DAC giải mã chuyên dụng và giải mã độc lập 32 bit và giải mã DSD. Hôm nay em xin giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc đầu CD và MD và giải mã 3 trong 1 của Marantz. Mang mã model là Marantz PMD380, một phiên bản professional. Máy được trang bị màu đen. Máy được trang bị mặt phay nhôm sơn tĩnh điện màu đen, bản này rất hiếm trên thị trường Việt Nam. Bên tay trái là các bạn là một bản là một ổ CD sử dụng mắt van 12.1 dễ thay thế này. Bên phải là một ổ MD sử dụng mắt sáp phổ thông HPM300 và cũng là mắt phổ thông dễ thay thế và giải mã không cần đĩa mồi. Đây các bác chỉ ấn nút rec này thôi. MD Nodic này. Và máy về kèm theo một chiếc điều khiển zin đi theo đầu, mang mã model là RC6000CM. Có cả điều khiển ổ CD và điều khiển ổ MD. Có cả volume, chỉnh to nhỏ. Chiếc đầu PMD380 này có cả chỉnh volume, chỉnh to nhỏ nhá. Chỉnh to nhỏ tất cả 3 đường là CD và giải mã và chạy đĩa MD. Máy về rất đẹp luôn. Tất cả máy móc bên em về là zin nguyên bản 100%. Và chiếc này thì được trang bị hai đường AV ra cùng một lúc dành cho các bác sử dụng hai âm ni và một đường AV vào, một đường quang vào và một đường quang ra. Cổng này là cổng remote control RS232C. Và cái thông số con này như sau: điện 100V 14W 50/60Hz, máy made in Japan. Và cái số series của nó, đuôi của nó là 10001. Máy rất đẹp. Thì các bác sẽ đợi em tầm 10 giây để em mở cái nắp lưng ra xem, sẽ soi ruột gan cho các bác xem. Đây. Đây là mạch chủ nó này, bo mạch chủ này, bo mạch nguồn này. Đây là ổ CD chạy mắt van 12.1. Ổ MD chạy mắt sáp phổ thông và là giải mã không cần đĩa mồi. Máy móc rất đẹp, zin nguyên bản 100%, ốc đồng vàng chóe luôn. Tất cả các mẫu CD của Marantz thì được trang bị ốc đồng này. Đấy. Các bác nhìn này, ốc từ chân bắt nguồn đều là ốc đồng hết. Rất đẹp. Thì theo em cũng được bán nhiều con này thì em sẽ cái chất âm của con này thì nó là đặc trưng của cái dòng Marantz là thiên về trung âm, ngọt ngào, chi tiết, bát mềm. Bát không được căng như các model CD của Đờ Lông các bác nhá. Đấy là đấy. Mỗi hãng nó có một chất âm khác nhau. Thì như đoạn đầu video vừa giờ các bác được xem thì em đã hướng dẫn cách giải mã đường quang từ TV. Bây giờ em sẽ test cái ổ MD này. Đây, em sẽ đút chiếc đĩa MD vào. Nó đang nhận là 5 bài 24 phút 58 giây. Bây giờ em sẽ test ghi luôn nhé. Rec này. Play này. Thank you.
Các bác không ghi nữa, các bác ấn nút stop cho em nhé. Và đây cái núm này là cái núm nick bài hát này, bây giờ em sẽ chạy lại này. Em sẽ lách sang cái bài 6 này. Cái phần của bên ổ MD nhá thì là em đã test máy móc cực kỳ ok, thu phát tốt. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn cách xóa đĩa luôn này. Các bác ấn vào nút Edit cho em. Xong các bác sẽ xoay cái núm này. Núm này là một cái núm lách bài hát nhá, và cũng là cái núm để chỉnh điều khiển các thứ ở bên trong cái menu. Đấy, nó hiện ra chữ On Red này. Ấn cái núm này vào 2 lần cho em. Khi đã hiện chữ Burn anh đích này, ấn nút Eject để cho đĩa ra, để nó sập cần thu xuống, để nó xóa hết cái chương trình vừa ghi ra khỏi đĩa. Em lại đút lại để kiểm tra nhé. Thì nó sẽ báo là blank disk, là đĩa trắng, là đã xóa thành công. Đấy. Các bác muốn ghi thì các bác lại ấn nút Rec và ấn Play thôi. Đấy. Thì chiếc điều khiển này nó là một chiếc điều khiển zin đi theo đầu. Nên nhá, các bác sẽ ấn, nếu các bác muốn điều khiển ổ MD, ấn 2 lần ổ MD, ấn nút Rec Power để giải mã này và chỉnh được volume này. Đấy, ấn cái volume to nhỏ lên các bác nhá. Đây cái volume này. Đấy, thì bây giờ muốn điều khiển cái ổ CD thì các bác có thể ấn cái nút CD ở trên máy đây cũng được, hoặc trên điều khiển đây nó có nút CD đây. Ấn 2 lần cho em. Thì đèn CD nó sẽ sáng này. Xong các bác sẽ ấn nút CD ra hoặc ấn nút ra đĩa ở trên máy thì cũng được này. Thì cái đĩa đầu tiên em test là cái đĩa Phono 30.000 một chiếc, đĩa đẻo trên thị trường. Có chỗ bán 25.000, có chỗ bán 40.000. Về cái phần mắt của con này thì nó cực kỳ khỏe rồi, nên các bác yên tâm nhá. Đây, đã nhận này. Play này. Lách bài hát này. Bài cuối cùng luôn. Rồi. Bây giờ em sẽ test thêm một cái CD nữa. Là đĩa lòng trắng, đĩa xịn nhé. Hồng Trúc 7, cay đắng bờ môi. Trên thị trường Việt Nam bây giờ phổ thông nhất là hai loại đĩa CD là đĩa
xịn lòng trắng và đĩa phôi phono lòng 7 màu. Đấy, nhận rất nhanh nhá. Vào like này. Đây nhá các bác nhá, trên chiếc điều khiển đây khi mình chạy CD vẫn chỉnh được volume nhá. Ấn nút to nhỏ này, phone level này. Thì tất cả những cái chức năng của một chiếc đầu CD và MD và giải mã 3 trong 1 của Marantz em đã test ok. Thì chiếc đầu này em bán với mức giá công khai cho các bác là 5 triệu 800 nghìn đồng. Máy của nó gồm có máy, sách và khiển, zin đi theo đầu. Tặng các bác một sợi dây quang dài 1,5m, một chiếc đĩa MD đã có sẵn chương trình và một chiếc đĩa CD phono. Bác là có nhu cầu thì cứ liên hệ với em theo cái số điện thoại ở trên là 0966723489. Xem hàng và test hàng tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Bên em có giao hàng ship code toàn quốc cho các bác yên tâm. Xin chân thành cảm ơn các bác. Và những bác nào mà chưa đăng ký kênh của em thì vui lòng cho em xin một lượt like và ấn cho em một nút đăng ký để theo dõi những sản phẩm mới nhất ra bên em. Em xin chân thành cảm ơn.